Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách đấu nối một cái bộ tời điện 12V 6000 nVA. Đấy. Những thông số và các kích thước ấy, thì mình sẽ để ở dưới cái hình ảnh phía dưới video. Còn hiện tại thì mình chỉ về hướng dẫn cho các bạn cái mục đấu nối thôi. Thì ở đây nó có một cái bộ tủ điện của cái thằng tời này. Đây, trên bộ tủ điện thì nó có 4 đầu dây điện ra. Trên động cơ thì nó cũng có 4 đầu dây. Nó đánh dấu bằng các màu cực như cực đỏ này, cực đen này, cực màu vàng này và cực màu đen ở dưới này nữa này. Thì trên bộ dây điện này thì có 3 đầu dây này. Nó đã đánh dấu theo cái bấm này, bấm màu đỏ này là đấu dây màu đỏ này, bấm màu đen đấu màu đen này, và đây là màu vàng này, đấu màu vàng này, còn đây là đấu với ắc quy này, phần này là phần đấu thẳng với ắc quy. Ngoài ra thì nó có một cái dây này là dây lối mát, cái dây này thì các bạn phải đấu nó mới chạy nhé. Đấy, nó có thiết bị điều khiển bằng tay này, đây là cái thiết bị điều khiển bằng tay, thì cắm ở đây nó có 3 rắc thôi, cứ cắm vừa thì mới cắm được, không cắm được thì cắm ngược chiều. Đấy. Còn phần ắc quy thì cứ lối đúng dương âm như thế này là được rồi, nó chạy điện nó áp 12V thôi. Trên cái điều khiển từ xa thì nó có cái nút nguồn khởi động đây này, thì khi nào các bạn dùng thì các bạn nó bật lên nhé. Đấy, khi tắt đi là bấm nó không sáng này, khi bật lên là bấm nó mới sáng này. Đấy, các bạn bấm lên này. Đấy, là nhả tời ra này, nên là thu tời vào này. Đấy. Còn đây là điều khiển bằng tay này. Lên tời này. Xuống này. Đấy. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Đấy, còn trên cái cục tời thì nó có một cái nút nãy này. Để các bạn mở lấy, khi các bạn rút tời thì các bạn mở ra thì nó sẽ tời nó sẽ trôi. Đây, ví dụ như mở ra như này, để các bạn kéo này. Đấy, nó sẽ trôi tự do này. Để các bạn kéo tời, các bạn kéo tay. Còn khi mà quận lại bằng máy ấy, thì các bạn phải đẩy nó xuống như này. Đấy, thì các bạn sẽ thu tời vào này. Đấy, nó sẽ thu vào. Đấu lối thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Các cái thông số khác ấy, xin các bạn xem ở đoạn dưới video. Các cái phụ kiện của nó mình cũng để ở dưới video luôn. Thì giới thiệu luôn cái bộ này là nó có đi kèm theo điều khiển tay và điều khiển bằng từ xa. Một cái bộ phận là dẫn hướng và cái cáp ngoài cộng với một cái pha lăng, cái móc pha lăng rời. Đấy, phụ kiện ốc này, cầu chì này và các cái đầu chụp dây điện, một sợi cáp mềm. Thì các bạn mua hàng bên mình thì tất cả đều được đấu lối sẵn. Các bạn lưu ý về cái đấu chiều dương âm thì nó phải chuẩn, nếu đấu ngược ấy thì nó hay bị hỏng cái mạch điều khiển từ xa. Cái cáp này là cáp 8 mini các bạn nhé. Các bạn có thắc mắc gì thêm thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.